Nhiều bộ phim truyền hình có các cặp đôi diễn xuất ăn ý và thân thiết ở ngoài đời. Họ vướng nghi vấn phim giả tình thật, được khán giả ủng hộ hẹn hò. Thanh Sơn, Khả Ngân là một trong những cặp đôi ăn ý của màn ảnh Việt. Cả hai vừa góp mặt trong bộ phim gia đình Mình Vui Bất Thình Lình được chú ý thời gian gần đây. Trong phim, Thanh Sơn vào vai Danh, em út trong gia đình có ba anh em, còn Khả Ngân đảm nhận vai Trâm Anh, vợ của Danh. Đây là lần thứ hai hai diễn viên đóng cặp. Trước đó, Thanh Sơn và Khả Ngân hợp tác lần đầu trong 11 tháng 5 ngày, khiến khán giả thích thú bởi mối tình oan gia ngõ hẹp. Bộ phim gây tiếng vang, giúp cặp đôi chính được khán giả yêu mến, nhiệt tình ghép đôi. Vì vậy, trong lần tái hợp thứ hai, nhiều người coi gia đình Mình Vui Bất Thình Lình là phần 2 của 11 tháng 5 ngày, khi Đăng và Nhi chính thức về một nhà. Ngoài đời, cặp sao thân thiết, nhiều lần được người hâm mộ phát hiện dùng đồ đôi, tương tác tình tứ, đi chơi riêng. Dù Khả Ngân và Thanh Sơn phủ nhận nghi vấn hẹn hò, hai diễn viên vẫn được đẩy thuyền nhờ phản ứng hóa ngọt ngào, ăn ý trên phim. Hai, Duy Khánh Thu Hà. Bộ phim chiếu khung giờ vàng Món Quà của Cha quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, lấy đề gia đình quen thuộc. Trong đó, cặp đôi Hiếu Duy Khánh và Ninh Loan Thu Hà Kerry khiến người xem thích thú vì những khoảnh khắc hài hước, gây cười. Nét diễn tự nhiên, những màn tung hứng ăn ý của hai diễn viên trẻ Duy Khánh và Thu Hà cũng mang đến tiếng cười cho khán giả. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, cả hai vẫn gây dấu ấn, được khen đẹp đôi, dễ thương. Cuối phim, Hiếu và Ninh có cái kết đẹp. Duy Khánh từng nhận xét về bạn diễn, có một điều thú vị là lúc mới quay những ngày đầu, Thu Hà Kerry chưa lộ rõ nhiều bản chất. Qua thời gian làm việc, tôi phải dành lời khâm phục các anh sản xuất vì chọn diễn viên quá hợp vai, nhiều khi Thu Hà Kerry diễn như không diễn vậy. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác hợp tác cùng một bạn diễn có tính cách và nét diễn lạ như Thu Hà Kerry. Ba, Đinh Tú Huyền Ly Di. Sau bộ phim Thương Ngày Nắng Về, Đinh Tú được khán giả đẩy thuyền với nữ diễn viên Huyền Ly Di vì đẹp đôi, diễn cặp ăn ý. Họ vào vai cặp đôi Vân Trang và Hoàng Duy, có mối quan hệ sức nhân viên, đồng thời nổi tiếng với cách xưng hô cậu mợ. Ngoài đời, cặp sao có mối quan hệ thân thiết. Đinh Tú nhiều lần đi du lịch, dự tiệc sinh nhật, tiệc tối có Huyền Ly Di. Trong một sự kiện tại Hà Nội cuối năm 2022, Đinh Tú gây bất ngờ khi hôn chán đàn chị trên sân khấu. Nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò, cặp đôi cho biết họ giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Chúng tôi hiện tại vẫn là chị em, bạn bè thân thiết, rất thoải mái trên phim trường để có thể làm tròn vai diễn tốt nhất, Huyền Ly Di từng chia sẻ về mối quan hệ với Đinh Tú. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.